Hello, Mười xin chào ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với lại kênh Mười Nhà Quê Tách Sệt Vlog. Bây giờ đã là tháng 12 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Thấm thoát thì những ngày cuối năm cũng đã cận kề. Không biết mọi người thế nào chứ Mười thì trong một năm Mười thích nhất là cái mùa này. Thời tiết thì se lạnh, chợ búa thì tấp nập. Có lẽ là mọi người cũng đang háo hức đi mua sắm để chuẩn bị cho những người thân yêu của mình những món quà bé bé xinh xinh trong cái dịp Giáng sinh về. Ở Việt Nam mình á, thì những cái ngày cận kề Tết cổ truyền của người Việt Nam là những ngày nhộn nhịp và vui nhất, đúng không cả nhà? Người Mỹ thì họ cũng có một cái kỳ nghỉ kéo dài từ Giáng sinh cho tới New Year. Cái không khí ở đây á, bây giờ nó cũng nhộn nhịp giống như là những ngày cuối năm ở Việt Nam vậy đó mọi người. Thì hôm nay cả nhà Mười đi xem đèn. Sẵn Mười muốn giới thiệu với mọi người một cái chỗ xem đèn rất là lý tưởng luôn. Ở trong nhà chứ không phải là ở ngoài trời nha mọi người, cho nên mọi người đừng có sợ cái lạnh. Ở đây là Galleria Furniture Richmond Tassett. Cái cửa hàng này là bán đồ nội thất rất là chất lượng luôn. Khi mà Mười mới dọn về Tassett ở thì Mười cũng đã mua đồ nội thất ở đây, giống như giường nè, tủ nè. Mà ông chủ ở đây cũng rất là biết chiều khách hàng của mình nữa. Ông hay cho khách hàng của mình những cái promotion rất là tốt luôn. Cái kiểu bày trí của cái cửa hàng này nó tạo cho mình cái cảm giác khi bước vào rất là thoải mái và rất là dễ chịu luôn. Ngoài ra đó còn có tủ kem miễn phí cho khách hàng đi đến đây nữa đó mọi người. Nếu có dịp ghé ngang đây thì mọi người vào đây xem thử nha. Thì năm nay cửa hàng này cũng có trang trí Giáng sinh để cho mọi người đến chiêm ngưỡng. Con của Mười rất là thích luôn. Ngày hôm nay Mười đi thì Mười thấy ở đây cũng đông lắm. À, nếu mà mọi người có muốn đi thì mọi người nên đi sớm, đi cái lúc mà khoảng chừng chiều chiều 5-6 giờ gì đó, trời vừa sập tối là mình đi được rồi, chứ để mà tối hơn nữa thì Mười nghĩ sẽ đông hơn á. Nhà Mười vô đây từ cái lúc 6 giờ mà coi đèn xong hết rồi, lúc đi ra thì thấy mọi người ở ngoài người ta đi vô nhiều lắm. Ở bên này thì không biết có cái gì mà mọi người xếp hàng đông quá trời luôn. Thì ra là có ông già Noel nha mọi người. Ông già Noel ngồi ở đó để cho ai mà muốn chụp hình thì lại chụp hình thôi, chứ mình không phải trả bất cứ một cái phí nào hết. Còn đây là cái mô hình nhà tái tạo lại cái mùa đông xứ lạnh của nước Mỹ. Nhìn cái chỗ này nhớ Maryland quá trời luôn, tuyết quá trời tuyết luôn nè. Mọi người có thể nhìn vào cái mô hình này và cảm nhận được cái mùa đông của nước Mỹ nha mọi người. Nó tái diễn lại y chang vậy luôn á. Tuyết nhiều giống vậy luôn ở những cái chỗ xứ lạnh đó mọi người. Ở Texas thì nó đỡ hơn, Texas thì không có tuyết đâu, hiếm lắm mới có tuyết. Nhưng mà ở Bắc Mỹ là y chang vậy đó mọi người. Khúc này là em bật micro lên em muốn giới thiệu với mọi người, nhưng mà không hiểu sao về nhà nghe lại thì không có tiếng, cho nên là em phải tắt hết tiếng để em ngồi em thu tiếng lại ngay từ đầu cho mọi người nghe đây. Mười nói nãy giờ quá chừng rồi, bây giờ Mười không nói nữa mà Mười mời mọi người cùng xem với lại Mười nha, để cảm nhận được một cái không khí Giáng sinh đang cận kề ha mọi người.
Đi đến đây thì hai cậu nhỏ thấy cái hồ cá khoái quá chừng luôn, đứng lại coi một lúc lâu luôn. Đừng nói gì hai đứa nhỏ mình nhìn mình còn khoái nữa, đừng nói hai đứa nhỏ hen. Đẹp gì mà đẹp dữ dằn luôn. Thì trên đường đi về, Mười nói chồng của Mười chở Mười qua cho mọi người xem một cái khu nhà cũng ở gần khu nhà Mười luôn, cách khoảng 8 phút, để Mười quay lại những cái hình ảnh này để cho mọi người xem. Thì anh chị nào có thời gian thì mình có thể mình đi ra ngoài để mình xem, còn nếu không thì ở nhà cứ bật YouTube của Mười lên là mình có thể xem online được nha mọi người. Thì đây là một trong những khu nhà nổi tiếng của Houston. Về cái việc mà trang trí đèn Giáng sinh hàng năm như thế này, mọi người biết làm sao không? Cái năm đầu tiên mà Mười được đi đến đây để coi đèn á, Mười được nhìn thấy cái cảnh rất là ấn tượng luôn. Đó là người dân á, người ta sử dụng những cái chiếc xe truck nhỏ để dùng những cái loại xe mà dùng để chở rơm, chở cỏ đó mọi người. Và người ta trang trí đèn ở trên cái xe đó, và người ta chở rất nhiều người ở trên đó luôn. Có người thì cầm trà nóng, có người thì cầm cà phê, rồi ôm đàn guitar, ngồi trên đó rồi nói chuyện rôm rã, mặc đồ ấm rồi quấn khăn. Người lớn tuổi cũng có mà trẻ con cũng có, ngồi trên những chiếc xe như vậy để mà đi xem đèn như thế này nè mọi người. Thật sự rất là ấn tượng luôn. Đi trên những cái con đường như thế này vào cái mùa này thì Mười nhớ lại ở Việt Nam ngày xưa là hình như là ở quận 8 cũng có một cái xóm gọi là xóm đạo, thì hàng năm người ta cũng trang trí như thế này. Không biết là mọi người ở Việt Nam là có đi đến cái đó hay không, chứ em ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn đi đến đó được có một lần. Vì trời cũng hơi lạnh cho nên là Mười không có đi xuống để đi bộ mà quay cho mọi người xem được, nên là Mười ngồi trên xe Mười quay như thế này. Mọi người thông cảm nha. Mười cũng mong là tuy là coi online thôi nhưng mà mọi người cũng enjoy được cái không khí này. Nhưng mà đi đến đây á, thì mọi người nên đi sớm trước những ngày Giáng sinh, là bởi vì càng gần ngày Giáng sinh thì rất là đông và kẹt xe, có khi là cảnh sát phải tới á. Cứ tới cận ngày Giáng sinh là tới 5-6 giờ chiều là cảnh sát ra đây đứng nhiều lắm để giải quyết cái chuyện mà kẹt xe vì rất là nhiều người đổ về đây. Còn nhiều hình ảnh, nhiều nhà trang trí đẹp lắm. Nhưng vì thời lượng video có hạn cho nên là Mười không có thể để lên hết được cho mọi người xem. Mười xin phép được dừng tại đây và xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ Mười. Mười sẽ cố gắng làm nhiều cái video mang năng lượng tích cực để cho mọi người xem, để mình giảm bớt những cái căng thẳng trong cuộc sống ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.